tiền sử tổ sư thái đã luôn chúc cầu thần thơ nơi sơn thắng máu nam mô cũng chỉnh đại tướng ngồi trưng nam mô cũng chỉnh thượng tướng ngồi trưng nam mô cũng chỉnh thoại giang đạo sĩ thái hậu cung nhân minh đạo quản chiếc tân an và mẹ minh nữ nam mô cũng chỉnh chúa một chúa tiêu định về năm cầu để câu tài của cầu thần cầu đơn cầu uy cầu phúc đạo đạt chúa tăng chúa ngọc sơn tân sơn lan chúa xuống chủ dự gian nếu không đạt tài cái gì quả chúa cửa minh nam mô cũng chỉnh cô hai cô bảy cô tư cô năm cô sáu cô bảy cô tám cô chín cô mười cô dư cô bạch đã là cô diêm vân trần tỉnh hậu thần quốc cô tỉnh cao luôn là hậu khổ nam mô là Phật nam mô là Phật nam mô nam mô cũng thánh thổ địa như lai linh quang thừa hương như tam thảo bằng quang thả chánh giáo đào cao đức trọng mời nhạy thổ địa như quang xì và xuống dương dân ấm lạnh các cơ và đỡ chữ nghiêm nghiêm thấy hay chỗ đạo con leo hết hướng trung chính buổi lưới sắc tà mai được đánh lưới nhất linh môn nhập đàn an thần cũng thánh thổ địa như quang giáo đàn tràng hộ thì chính chúa nguyễn thị hà hương giải tai trái nạn giải dây chủ giờ nói thì thầm đi trở vây trời em vây lại trở giờ để làm ăn sinh sống nhà ơn là thổ địa dán đàn tràn hộ cho chính chủ nam mô Phật nam mô Phật nam mô đầu trắng ống trừ lê xác định kiếp gì vậy tự cháu giải từ hồn vẫn yên quay trở về hồn vẫn yên quay trở về như vậy hồn vẫn yên quay trở về 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 đầu trắng ống trừ lê xác định kiếp gì vậy tự giới thiệu Thank you.
sắp 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 s